Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhiều đường bay tới các điểm du lịch giá vé chỉ còn khoảng một nửa so với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đang làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án đường nối cụm công nghiệp Giang Biên 2 đến quốc lộ 10. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhiều đường bay tới các điểm du lịch giá vé chỉ còn khoảng một nửa so với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, một số chặng bay có giá vé đã về ngang mức thông thường như đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện có giá chỉ khoảng 1,4 triệu đồng đến hơn 1,6 triệu đồng một chiều. Nhiều chuyến bay vẫn giữ mức giá khá cao nhưng đã có thêm nhiều loại vé giá rẻ cho hành khách lựa chọn. Giá vé máy bay hạ đến từ phương án tăng số chỗ, số chuyến, số giờ bay. Các hãng cũng khai thác và mở bán tăng cường nhiều chuyến bay vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày, tập trung vào một số địa điểm du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và Quy Nhơn. Triển khai xây dựng cụm công nghiệp Giang Biên 2 với diện tích khoảng 50 ha, huyện Vĩnh Bảo đang triển khai xây dựng đường nối từ cụm công nghiệp đến quốc lộ 10. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Bảo, dự án có tổng mức đầu tư gần 153 tỷ đồng với các hạng mục được xây dựng gồm tuyến chính đoạn đường nối từ cụm công nghiệp Giang Biên 2 đến quốc lộ 10 có chiều dài hơn 700 m với vỉa hè, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mặt đường, cống hộp, thoát nước khu dân cư và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đã thi công liên tục từ đầu đến công trình đến bây giờ. Nhưng trong quá trình thi công thì cũng rất là còn cái mặt bằng ấy hiện còn rất là hạn chế, về giải phóng mặt bằng hiện tại thì mới giải phóng được có 70 mét phần đầu tuyến, nên là cái mặt bằng hiện tại là rất là ít. Dù đơn vị thi công đã tập trung nhân lực máy móc nhưng đến nay dự án mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc dù đã triển khai được hơn 5 tháng. Khó khăn lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án đường nối cụm công nghiệp thì có 40 hộ gia đình thì có diện tích nằm trong chỉ giới, thì có 36 hộ là đất ở, 2 hộ đất nông nghiệp và 2 hộ đất hành lang giao thông và hành lang công trình thủy lợi. Thì cho đến thời điểm ngày hôm nay cũng đã được 2 hộ đất ở để nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Thế và 2 hộ đất nông nghiệp là cũng đã nhận tiền hỗ trợ và cũng đã bàn giao mặt bằng để cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Hiện chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công ở những khu vực đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào sử dụng vào quý 4 năm nay. Để hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy nổ gây ra, quận Hồng Bàng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính phường trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai nhiều biện pháp, nhân rộng mô hình phòng cháy chữa cháy và tổ chức các buổi diễn tập từ cơ sở. Công an quận Hồng Bàng vừa phối hợp với phường Phan Bội Châu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, phường Phan Bội Châu. Qua diễn tập, có phần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư trên địa bàn phường. Từ đó nâng cao trách nhiệm, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ dân phố, Công an quận Hồng Bàng và các phường còn duy trì hiệu quả 26 tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy, 78 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong toàn quận. Thực hiện các chương trình kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 vừa được sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Đồ Sơn. Sáng nay, Ban Thường vụ Quận đoàn Đồ Sơn phối hợp với cấp ủy, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tổ chức lễ kết nạp đảng đợt 19 tháng 5 cho 7 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên trên địa bàn quận. Hôm nay, cùng với 6 học sinh, sinh viên khác đang học tập tại các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn quận Đồ Sơn, em Phạm Thị Ngọc Anh,
học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Đồ Sơn vinh dự tự hào được kết nạp Đảng vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Niềm tự hào, xúc động còn được nhân lên khi quận Đồ Sơn tổ chức trang trọng lễ kết nạp tại bến K-15, nơi xuất phát của những con tàu không số huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong thời gian qua, em đã tích cực học tập, trau dồi kiến thức của mình cũng như phẩm chất đạo đức, tham gia các hoạt động của đoàn để được xứng đáng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hôm nay được vinh dự cùng với 6 bạn học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng trên địa bàn đi. Vô cùng vinh dự, tự hào khi được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Càng vinh dự và xúc động hơn nữa khi quận Đồ Sơn tổ chức lễ kết nạp vô cùng trang trọng tại bến K-15, nơi xuất phát của những con tàu không số huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới nói riêng của các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn quận Đồ Sơn luôn được quan tâm, chú trọng. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, đã có 10 học sinh sinh viên được kết nạp. Trong thời gian vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Đoàn Thanh niên quận hết sức quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, đặc biệt là tổ chức các hoạt động rất là thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo môi trường để các bạn rèn luyện và cống hiến. Thì trong thời gian tới tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, thì quận đoàn chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường rà soát, bồi dưỡng và cũng như là sẽ kết nạp cho các bạn đoàn viên ưu tú. Đồng thời cũng nâng cao chất lượng công tác đoàn hội trong nhà trường, đặc biệt là gắn với các phong trào học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện và phong trào sinh viên năm tốt. Quận đoàn Đồ Sơn xác định công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sức trẻ cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong thời gian tới, quận đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, hội, chất lượng đoàn viên, hội viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, tổ chức các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang và các trường để nhanh chóng tìm ra được nhiều học sinh sinh viên để kết nạp vào Đảng. Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố vừa tổ chức tiếp nhận sách của nhà báo Kim Toàn, nguyên phóng viên báo Giải phóng, nguyên tổng biên tập báo Hải Phòng trao tặng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn huyền thoại, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Thư viện thành phố tiếp nhận 50 cuốn sách, trong đó gồm các sách Hai lần vượt Trường Sơn, Làm báo ở chiến trường, Chuyện những người trong cuộc, Viết trong lửa đạn và Cánh chim nhỏ giữa xào huyệt địch. Các cuốn sách đều là của chính tác giả là nhà báo Kim Toàn, nguyên phóng viên báo Giải phóng, nguyên tổng biên tập báo Hải Phòng trao tặng. Trong đó, cuốn sách Cánh chim nhỏ giữa xào huyệt địch giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng thầm lặng của nữ chiến sĩ giao liên mật Sài Gòn Minh Nguyệt. Cuốn Làm báo ở chiến trường, Chuyện những người trong cuộc tập hợp các bài viết của nhà báo Kim Toàn ghi lại ký ức chân thực về chiến tranh, về tình đồng chí đồng đội. Trong tập Làm báo ở chiến trường, ông phác họa sắc nét những tấm gương sáng nổi danh trong làng báo Việt Nam, điển hình như nữ nhà báo Thụy Nga, hay còn gọi là Bảy Vân, cựu ủy viên ban biên tập báo Hải Phòng. Cuốn sách Hai lần vượt Trường Sơn là những ghi chép công phu của nhà báo sau hai lần vượt Trường Sơn, mô tả chân thực nhưng bi tráng và hào hùng bình dị, nhân văn và lãng mạn về tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất của quân và dân ta. Những điều mà tôi gửi gắm ở những cái cuốn sách mà hớt gửi đến bạn đọc góp phần phục vụ việc giáo dục tuyên truyền về truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, để ta hiểu rằng có một phút hòa bình, có một phút xây dựng, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hàng nghìn trang sách của nhà báo Kim Toàn là cả một kho tư liệu quý hiếm về những sự thật chiến trường được viết bằng máu của một phóng viên thuộc thế hệ các nhà báo cách mạng kiên trung đã dành trọn tuổi thanh xuân, tác nghiệp giữa nơi lửa đạn vô cùng ác liệt, góp phần cùng quân và dân miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các tác phẩm đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự cống hiến thầm lặng của các nhà báo, chiến sĩ trong những năm tháng tay bút, tay súng giữa nơi chiến trận đầy gian khổ, hy sinh,
đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về hoạt động báo chí tại chiến trường và sự hy sinh anh dũng, cao cả của các nhà báo cách mạng, để mỗi người thêm tự hào về truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Sư đoàn Phòng không 363, Lữ đoàn Thông tin 603, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Kiến An, Cát Bi, Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện và các đơn vị quân đội trên địa bàn quận Kiến An, các ban xây dựng đảng, văn phòng thành ủy, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành đoàn thể, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các địa phương bạn kết nghĩa với quận Kiến An và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An và các quận huyện của thành phố, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Kiến An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Kiến An, Đại Đức, các sư thầy, tăng ni Phật tử, cùng sư cô chùa Phúc Linh thôn Nam Ngãi Am, xã Hòa Bình. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Hòa Bình, thôn Nam Ngãi Am và ban tổ chức lễ tang. Các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gần xa cùng toàn thể bà con thôn xóm đã đến thăm, viếng, chia buồn và đưa tiễn bố, ông, cụ của gia đình chúng tôi là cụ Phạm Văn Kháng, sinh năm 1939, quê quán thôn Nam Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 23 giờ 25 phút ngày 14 tháng 5 năm 2024, tức ngày 7 tháng 4 năm Giáp Thìn tại gia đình, hưởng thọ 86 tuổi, về nơi an nghỉ tại nghĩa trang thôn Nam Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng Nam Phạm Văn Hiền cùng các con cháu.